Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây đang ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nên thời điểm trưa vẫn có nắng nóng ở một số nơi, tập trung ở khu vực phía Bắc, với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Chiều tối và đêm do tác động của gió mùa Tây Nam, nên khu vực tỉnh có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng, có lúc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ 33-35 độ, độ ẩm 75-80%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng, đôi lúc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 32-34 độ, độ ẩm tương đối 74-79%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 33-35 độ, độ ẩm 74-79%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 5 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 382 cm vào lúc 12 giờ 45 phút và nước ròng mức thấp nhất 60 cm lúc 20 giờ.